Giới ơi, bên cửa hàng bên em lại tiếp tục lên thanh lý cho tất cả các bác hai cái chiếc đẩy 4 kênh đây. Và trong cái video ngày hôm nay thì sẽ xả cho anh em một cái giá rất là tốt. Thì vào đầu video thì rất mong sự ủng hộ hoan hỉ của tất cả các bác đi qua vui vẻ ủng hộ cho bên cửa hàng bên em một like nhá. Thì trong thời gian vừa qua thì bên cửa hàng em cũng lên thanh lý rất là nhiều các cái mẫu sản phẩm đẩy để cho tất cả các bác cùng chơi, đúng không ạ? Mẫu đầu tiên thì em sẽ lên giới thiệu cho tất cả các bác, đó là một cái mẫu đẩy mang tên thương hiệu hàng BS các bác nhá. Đây, con đẩy 4 kênh này giá cực kỳ là sốc luôn. Đấy, ai cũng có thể mua được. Con đẩy này là hàng chính hãng của BS 1200 và hiện tại là em chỉ còn hai con duy nhất thôi lên bán thanh lý. Đấy, cho nên là các bác mua hàng của cửa hàng bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm luôn. Con đẩy là size 2U, mặt là có lốt nhạc ở hai bên, đẩy 4 kênh phía đằng trước, lốt nguồn cũng đằng trước luôn, các đèn nháy vẩy đây. Đấy, về phía phần bên trong nội thất của đẩy đây, các bác có thể nhìn thấy ở một cái chiếc đẩy rất là cao cấp đến từ bên cửa hàng của Huyền Audio. Đấy, các bác mua hàng thì các bác có thể là liên hệ qua số điện thoại là 0987738073 nhé các bác nhá. Nguồn con này là nguồn 22 nhá. Nguồn 22 chạy 80 sò, 16 tụ lọc, mạch class H, đúng không ạ? Quá tuyệt vời với một con đẩy mẫu đẩy như thế này, đẩy 4 kênh mà các bác. Đấy. Thì dòng sản phẩm đẩy này công suất của nó là 1200W một kênh nhá. 1200W một kênh, đúng không ạ? Đây, cho tất cả các bác nhìn về phía đằng sau của chiếc đẩy đây. Đấy, em sẽ xoay ra để cho tất cả các bác nhìn về phía đằng sau của chiếc đẩy, đúng không ạ? Đẩy rất là chất lượng luôn, khẳng định với tất cả các bác luôn. Con đẩy này đây, đấy, lút gạt Bri này, Sitte này, Panadel này, đấy, oánh chế độ 0.75, đấy, 1.44V và 1.0V các bác nhá. Đấy, anh em chơi về kể cả các bác chạy súp đơn, súp kép đều ok hết các bác nhá. Đấy, bác nào mà chuyên dòng sự kiện hay là gia đình mà các bác chơi với những chiếc đẩy này thì nó quá tuyệt vời luôn. Đấy, thì với dòng sản phẩm đẩy này thì nó chạy sò là sò LGVK 1 vít, 80 sò công suất cơ mà. Chạy mạch class H, đúng không ạ? Chạy mạch class H. Và riêng dòng sản phẩm này em vẫn bảo hành cho tất cả bác dù thanh lý nha. Dù thanh lý nhưng vẫn bảo hành cho anh em đó là 1 năm sử dụng. Ok chưa? Đấy, 1 năm sử dụng với một cái mẫu đẩy BF Audio này. Giá cực kỳ hợp lý. Các bác đi qua nhớ cho em xin một like nhá. Trong video ngày hôm nay em sẽ xả cho anh em với giá này 5.800.000 một con nhá. 5.800.000 một con đẩy 4 kênh nhá, giá hợp lý luôn. Quá tuyệt vời với một cái chiếc đẩy mà giá thì cực kỳ hợp lý cho tất cả mọi người. Đấy, bác nào mà chơi cái chiếc đẩy này thì các bác có thể liên hệ các bác nhá. Rồi, và tiếp theo nữa thì anh em sẽ trở về với một cái chiếc đẩy 4 kênh mang tên thương hiệu ở đó là BBK. Đấy, đây. Mẫu đẩy này là mẫu đẩy 4 kênh nhá. Đấy, mẫu đẩy 4 kênh BBK. Con này thì cho chúng ta đó là dòng 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 là 40 sò các bác nhá. Con đẩy này chạy 40 sò nhưng mà nó đánh bù áp rất là nhiều các bác nhá. Đấy, con đẩy này đánh bù áp này. Đấy, nguồn con này là nguồn 18 các bác nhá, nguồn 18 này. Đấy, chạy cũng 162 468 16 tụ lọc, chạy mạch class H nhá các bác nhá. Chạy mạch class H, sò là JBK 1 vít, được chưa? Đấy, các bác chơi về dòng sản phẩm đẩy này này, đẩy 4 kênh của BBK này. Đấy, 4 đèn nháy này. Đấy, lút nguồn ở phía đây, đó các bạn, lút nguồn ở đây nhá các bác nhá. Thì hiện tại là cái mẫu đẩy này, đây các bác nhìn đây, con đẩy này thì em sẽ thanh lý con đẩy này để đẩy bãi các bác nhá. Con đẩy 4 kênh này là con đẩy 4 kênh hàng bãi. Đấy, các bác chơi về quánh cặp full, hai cặp full loa 30 thoải mái luôn. Đấy, gần như là cái giá là bên em thanh lý cho tất cả mọi bác. Đấy, đẩy 4 kênh, được chưa? Đẩy 4 kênh. Và trong cái video ngày hôm nay thì với những chiếc đẩy 4 kênh đẹp và chất lượng hàng bãi như này, đấy, giá cho anh em thì không bao giờ các bác phải lo rồi, giá hợp lý luôn các bác nhá. Đó, các bác nhìn. Đấy, được chưa? Hiện tại là trong mẫu đẩy này nhá, em thanh lý cho anh em này với giá này, bán cho anh em với giá 5 triệu một con, đúng không ạ? Bao ship cho tất cả các bác, ok chưa? Giá thực sự các bác là trong cái thời điểm này thì các cái dòng sản phẩm hàng bãi, hàng trưng bày thì là bên cả anh em cũng thanh lý cho tất cả các bác. Và những anh em nào mà có nhu cầu mua hàng, đặt hàng với những các cái dòng sản phẩm trên thì các bác có thể liên hệ. Đây, nhà em thì có rất nhiều các cái mẫu sản phẩm, từ loa bãi này, mic bãi này, hay là các cái dòng sản phẩm là loa bát rời này. Đấy, đây rất nhiều luôn anh em nhá. Đấy, bác nào mà chơi với những các cái mẫu sản phẩm như này thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp đến với cửa hàng Huyền Audio. Đấy, được chưa? Đấy, hai mẫu đẩy nhá, một con đẩy BVK, con đẩy SP BS 1200 này. Con đẩy này thì em đang bán với giá thanh lý là 5.800.000, còn con đẩy này thì giá BVK là giá 5 triệu các bác nhá. Để bác nào mà mua hàng, đặt hàng thì các bác có thể là liên hệ
đến với cả cửa hàng của Huyền Audio, giá rất là hợp lý, giá rất là rẻ cho tất cả các bác rồi. Đấy, anh em có nhu cầu mua hàng đặt hàng thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em. Kết thúc video tại đây thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá.